Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý khán giả một trụ thạch anh trắng hàng mài. Nó được mài từ dòng đá tinh thể thạch anh, đá hoàn toàn là thiên nhiên tự nhiên. Một mẫu thạch anh trắng được mài đánh bóng hoàn toàn là tự nhiên quý vị nha. Viên này nó có chiều cao của đá từ đỉnh này xuống dưới này là 21 cm, và bề ngang điểm rộng nhất này nó là 10 cm. Tổng khối lượng của cả đá và đế nó nặng là 2,4 kg, và riêng đá không viên này nặng là 2,1 kg. Một mẫu thạch anh trắng được mài đánh bóng hoàn toàn là thiên nhiên tự nhiên. Đá tự nhiên thì nó có những cái đường vân, đường chạy của đá, những cái vết dạng hết sức là tự nhiên. Đã được mài đánh bóng rất kỹ và đẹp, quá trình đánh bóng hoàn toàn là tự nhiên quý vị nhé. Đánh bóng chỉ dùng nỉ và nước, không sử dụng bất kỳ một hóa chất nào để đánh bóng cả. Đây là độ lên bóng, là độ bóng tự nhiên của đá. Mẫu này nó có khối lượng nặng là 2,4 kg, tổng cả đế và đá, và hiện tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 1.000.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099, quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh trắng chuẩn, hàng thiên nhiên tự nhiên, quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị có thể kiểm tra kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào trong nước cũng như ngoài nước. Nếu phát hiện không phải là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên, tôi xin thực hiện theo đúng cam kết của mình. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày và thường xuyên kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy phục vụ đến các quý khán giả. Đấy, soi quý vị thấy độ thông đèn của đá này. Độ thông đèn của đá rất chi là tốt nha. Đấy, độ thông đèn của đá cực tốt luôn. Soi sang vàng mọi người sẽ thấy rõ hơn này. Đấy, độ thông đèn của đá này. Dòng tinh thể cho nên là độ thông đèn của đá cực tốt. Tinh hoa thể nó là chính là những cái dòng tinh hoa của đá thạch anh. Nó mang đến nguồn năng lượng rất tốt cho gia chủ. Quý vị lưu ý một điều, đó là khi mua hàng bên tôi là kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Bên tôi giao dịch thì có hai hình thức, một là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.